Oh my God, there he is. The legend himself. Ray, how's it going today? Bring us some good matchups. Yeah, Ray, how's it going? Look at this guy. Look at that chest, baby. Big chest. Let's go work out. Ông này là bạn của Thoại. Ngày hôm nay Thoại sẽ đi workout. Ông này sẽ giúp Thoại train Thoại. Và Thoại sẽ workout nguyên cái ngực. Giống như thấy ngực bự chưa? Thì đó. Giật vú nè. Yeah. Thì đó. Ngày hôm nay Thoại sẽ chỉ các bạn tập ngực. Full body workout. Ngực, tập ngực cái chừng nửa tiếng tới 45 phút cho các bạn coi, ok? Đi theo Thoại với Bill, Mr. Bill. Let's go baby. Đây là ông Nô, ổng là chỗ chủ của tiệm tập tạ này. Ngày hôm nay ổng cho phép Thoại tới đây quay phim để tập tạ, để mà quay cho các bạn bên Việt Nam coi. Tại vì ở bên Mỹ muốn quay phim thì khó khăn lắm. Tại vì xin phép bên kia cho dù đóng tiền thì cũng chịu nữa. Hôm nay Thoại rất là hên, đã xin phép được ông này cho quay. Ok, bây giờ đi tập. Cho người mình nó warm up, cho bao thì nó nóng lên chút xíu. Maybe 20. Look at that. Look at those arms. Look at those arms. Big arms. Look at that. Sir, yes sir. Sir, yes sir. 20 reps. That's real good. Boy, you're looking warmed up there. Perfect form. Okay, you ready for some bench now? Some chest. One more warm up. Thôi đó, đã hít đất 20 cái. Làm thêm một lần nữa cho người mình nó nóng lên. Đứng kế ông này thấy mình nhỏ con. Với đẹp. One more, Mr. Bill. One more. Yes, sir. Yes, sir. Let's go, baby. Another 20. Cái. Big chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nice, very good. Nice job. All right. Warm up đã xong rồi. Bây giờ bắt đầu vô màn. Now do a little chest. Bench? Yes, sir. What do you want to see? A plate? Probably this. Right here? Okay, we're going to start with a plate. Right here, real iron, solid steel. Đây là cục sắt nặng lắm. Đây là chỗ tập tạ mặt sắt không chứ phải dùng bằng ngủ. You should do your air. Yes, sir. Để nghỉ mệt chừng mấy chục giây để mà lấy sức lại để mà tập ngực. You want him to take over halfway through? Yeah, no, all I can do by myself. Yeah, okay, I'll spot it one time. Just get me on there, send me an email. Give me thank one. You. Yes, sir. Thank him. Mr. Bill Peck sẽ giúp Thoại tập tạ thêm mấy lần nữa. Xong rồi ông sẽ có công việc ông đi. Xong rồi Thoại sẽ làm một mình. I flew in today for you. Thank you so much. My pleasure. Ông bay từ chỗ khác tới đây, giùm Thoại. Ai mà muốn biết về tập tạ nhiều hay không á, nhìn cái chữ này. One on one Bill Peck. Đây là cái company của ổng, cái trung tâm của ổng. Bất cứ ai muốn phải lên internet tìm này. Okay. Okay, baby. I'm gonna do reverse grip. Yes, sir. Yeah, it's harder. Yes, sir. I should start lighter. Okay. Yeah. Someone left the weights on. I got it. Put a quarter. Ngày hôm nay Thoại tập ngực. Thường thường mình tập ngực bench press thì mình dùng cái kiểu này, đẩy thẳng vậy. Nhưng mà ngày hôm nay Thoại chơi là reverse, ngược lại nó khó hơn. Các bạn hãy coi. Yes sir. Okay. Ready? 1, 2, 3. Got it? Yep. 1. Got it baby. 2. There we go. Big chest.
Big arms. Six. There we go. Eight. There we go, baby. 10. 11. Oh yeah, the machine. 12. 13. 14. 15. Huge. Look at that chest pump volume. Look at that. Look at that. We're gonna blow it up, baby. All right. Look at that. Right on. My pleasure. Okay. Xong, đó là thoại ra show quý vị cách tập ngực kiểu này reverse, đó là chỉ có một lần thôi, thêm 4 lần nữa. Yeah, you gotta go, sir. No, but if you want me, you tell me. You want me here? Unless you gotta go, I want you here. Okay, I'll be here. Okay. You're buying lunch? Yes, sir, I'll buy you. Hey, Al, he's buying us lunch. Buying guys lunch. Hey, bye. Giờ thoại sẽ nghỉ mệt chừng mấy chục giây, xong rồi tập tiếp, bỏ nặng vô tập tiếp. So ready for another set? Yes, sir. All right, let's pump it up. Oh my God, up to 45. Yes, sir. It's gonna be the hit on YouTube. I got you. Mỗi lần rồi mình tập xong, mình lúc nào mình cũng tập từ nhẹ lên tới nặng, chứ không bao giờ tập từ nặng xuống nhẹ. Hồi nãy thôi tập là thôi tập 25 pound. Bây giờ thôi lên 45 pound. Hồi nãy cái đầu tiên thôi đẩy 15 cái, bây giờ thôi đẩy chừng từ 10 cái đến 12 cái. Let's go, baby. Pump it up. Cái reverse grip chứ không phải là giày. Như vậy là dễ lắm rồi, còn giày mới là khó nè. Giày á phải tập giày ngực nó bự hơn nữa. Look at that. I'm trying. Thoại đang bắt trước ông này, thấy ngực ông này ghê chưa? Oh. I say we copy you, try to be exactly like you. See that? Bounce it. Thấy chưa con? Thấy chưa ghê chưa? Thấy ghê chưa các bạn? 64 years old. Ông 64 tuổi. And he's single. Single. Germany. Single. German. Arnold Schwarzenegger. Yeah. Arnold Schwarzenegger, that's right. Bây giờ thôi tập thêm là set thứ 3. Bỏ thêm Bỏ thêm 25 pound nữa, nặng lên nữa. Đẩy chừng 8 lần. Okay. I believe it, man. You got me on a market. I'm going to give you a couple of posters for a leaf you put on there. Okay. You have Facebook? No, I don't. No. You should. I know, but I need a little break, you know what I'm saying? I have 50,000 fans. I believe you. And growing. Yep. Hey, how you doing? About 6 to 8. Yes. 1, 2, 3. Got it. Right. Yeah. Okay. Got it. All right, baby. Keep it going. Stay tight. It's all you. Nice. Oh, that's a lot of weight. For a guy like me. Man, look at that. Look at that. Reverse grip. Lúc nào nó cũng khó hơn. Là cầm như vậy nó khó lắm. Cầm vậy mà cầm nếu mà không cái tập á bị gãy tay, gãy cái này. Bây giờ cầm cái này phải huấn luyện cho lắm. Thôi sẽ đẩy thêm lần cuối cùng cho các bạn coi. Dạ, nặng hơn chút xíu nữa. Give a little muscle, give a little shot now. Give a little muscle, give him one. Yeah. Yeah, do this one. Get off. Get off of me. Get off of me. You're kidding. Đây là hai cục 45 mỗi bên mà reverse grip nữa chứ không phải là front grip nữa nha. Như vậy nó khó hơn gấp 2 gấp 3 lần nữa. Pumped up. Showtime, baby. Showtime.
king. Mà đó, lúc nào tôi tập tạ vậy? Thôi lúc nào cũng chơi fan group hết á. Sau khi chơi fan group một thời gian mình nghĩ qua cái đó dễ rồi. Mình phải tìm gì có khó để mà khuyến khích người mình tập cho nó có muscle nhiều hơn chút xíu. Hy vọng cái clip ngày hôm nay sẽ giúp đỡ các bạn thêm hiểu thêm về tập tạ. Không phải thôi nó có cách tập của Thoại là đúng hay sai, nhưng mà đây là cách tập của Thoại. Thoại chỉ muốn chỉ cho các bạn biết Thoại tập tạ là sao. Với có sự giúp đỡ của ông Bill Craig là một người đã từng đi thi tập tạ bên Mỹ. Năm nay là 64 tuổi rồi, mình nhìn tướng ghê không? The man. All the single ladies, he's single. Okay? Single. And available. You too. Know what you got, baby. Hey, this is kind of... Okay. I'll be watching. Got my strength. By the way, I cut out a lot of fat in my body. For sure, looks good. This I'll probably do at 60. Gotcha. Let me know. Yes, sir. Big chest. Smarter. Three. One, two, up! Round it up. Got it. I'm with you. That's all you. Nice. Powerhouse. Drive it. Triceps blew up. Đó, tạo ra được 5 lần. Reverse grip 225 pound. I gotta go to the next show. Yes, sir. Till next time. Next time. Cảm ơn ông rất giúp đỡ.